thải cho bạn đây nó được. Mấy năm chưa có thằng nào cho ác như mấy ngày các bạn. Rồi. Xin mến chào bạn nha. Hôm nay thì mình cùng xem chạy thử một cái máy NT110. Này thì nặng hơn 300 kg máy này, ngựa thì 15 ngựa thôi. Đó. Thì cái dòng tua của nó là 1.300. 1.300 vòng trên 1 phút. Nó chỉ có 15 ngựa thôi, nhưng mà nó cái bánh chớn không là 97 kg các bạn. Đây các bạn, thì máy này thì sản xuất năm 1950, thì tính đến nay thì 70 mấy năm nữa bạn. Bình quên à. Bê tông nhiêu? Bê tông tắc mốt. Bê tông tắc mốt hả? Bê tông là một tắc mốt của sao này nó kéo cái gì ta? Cái bánh chớn không là tới 90 mấy ký. Chớn không là nặng 97 kg à. Dạ. Chớn không là. Cái bình nhớt nó chạy nhớt như. Tổng nó là nặng được 300 mấy? 360 kg à. À nội cái máy. 360 kg. Các bạn nhìn thấy luôn. Đây các bạn. Dân mà NT110. Máy dùng dứt luôn. Xe đó nha. Cái cốt ở đằng trước quá trời bự hết ta. Cốt này chắc cốt 40 quá. Quá rồi bự à. Đây thấy chưa? Rất là cũ luôn. Bây giờ phía bên đây thì không có ốc, phải xài cùng bấm gia cố đỡ vô. Đây bơm phụ đây các bạn, bơm phụ kêu rất là đã. Đó. Mình không có cần xả bét các bạn, bơm phụ lên là. Bơm kêu. Bơm quá dữ rồi. Không cần xả bét à. Hả? Lỗ mũi gì đó? Ừ. Để co chạy. Máy này thì cái đề tua nó chậm các bạn, tại vì cái bánh chớn dục nó khá là nặng. Bánh chớn nó không là 97 kg. Anh em nào có muốn sử dụng con máy này thì lạc vào số điện thoại mình sẽ để ở trên tiêu đề các bạn.
hay quá dữ. Có 15 ngựa mà cái lực tải nó quá dữ vậy ta. Máy này nó có 15 ngựa thôi bạn, mà cái lực tải nó thấy kinh khủng. Quá dữ. Tại vì mình bẻ xuống bắp nó không cháy, không cháy dầu bắt buộc nó phun ra bỏ. Hết rồi. Còn bây giờ thì Lộc sẽ quay lại cái máy cho các bạn xem luôn. Máy này cái bơm của nó là rất là dữ, bơm rất là mạnh. Quay lên. Lên. Chưa chín dầu vậy đó nên nó chạy chậm không được. Máy này thì bít tông 1 tấc mốt, 15 ngựa. Này tương đương với gian nhỏ hơn bất danh. Còn nhỏ nữa, mình lại trồng lên vậy đó. Còn nhỏ nữa. Chạy nó bóng lên đó. Cái này là ga tự động nó nhảy. Cái này theo anh chạy ngày là phải như nó tròn lòng. Chạy rất ha, để chán nó chịu ha. Cái này được bơm nước rồi hết chảy rồi. Đâu mày bánh chớp cái anh Lộc. Để cho nó kéo cái đầu chứ. Đầu trời nguy hiểm quá. Thank you.
72 năm mà già bà em lâu đã già 72 năm mà chơi với mấy này chịu nổi bà ơi, quá dữ rồi. Ừ, mấy anh trẻ này nó chơi quá chơi, mấy anh trẻ trâu này nó chơi quá. Lộc sẽ quay lại cái máy mà nãy giờ nó tắt rồi. Ông nào chơi tôi ta phá dầu lại nè. Ông nào vậy anh? Không biết nữa. Ông nào tàn án gì đó. Bà mẹ nó bởi vì máy đâu ta. À, mở dầu là cái máy đâu tắt nổi đúng không? Đúng rồi. Lại phá dầu nữa nè. Nay bị phá dầu rồi nha. Đầu này là phá dầu đúng không? Dạ. Giọng là gì là phá dầu đúng không? Dạ. Nhận xuống là mở dầu. Nãy bọn ác chơi là... em đóng á. Nãy ai bọn ác nào chơi anh Lộc rồi ha, chơi phá dầu nữa ha. Không biết chơi phá dầu là bây giờ mất xả dầu bọt nữa nè. Trong đó có mình không biết nữa. Bơm dầu phụ. Bỏ chơi vậy không được rồi, anh em tình nghĩa vậy là không được rồi. Nghĩa anh em có chắc là lâu luôn chơi khóa dầu quên đọc lại. Tiếp tục. Đó, đúng rồi anh Lộc ơi, đúng rồi. Để đo nè. Đó, rồi trứng máy luôn. Trứng luôn rồi. Dầu chưa qua đủ. Hôm nào chơi khóa dầu tàn ác trời. Cái này là muốn bệnh họng luôn nha các bạn. Quá coi rồi, bảy mấy năm mà chưa có đằng nào mà chơi áp nữa anh này. Bảy mấy năm chưa có đằng nào chơi áp nữa mấy anh này các bạn. Rồi. Rồi bánh luôn. Rồi. Trời ơi. Rồi trời. Bảy mấy năm mà chưa có mấy anh trẻ trâu nào mới chơi áp nữa này. Banh máy luôn rồi. Bỏ luôn. Ít chứ anh đâu anh chơi nói là tới công chuyện nha. Già cũng rụng răng mà còn. Quá trời, bảy mươi mấy năm mà chưa có thằng nào chơi áp vậy rồi. Miếng cây đồ cổ nữa nè. Có này là anh ăn cái là muốn khóc ròng ha. Không khóc ra có trắng luôn rồi. Đích cung cái già láng lít cái đợi. Để vô bên trên cái già chưa hết nổi rồi. Á à, dính vô đây hoài mà. Cháy khét rồi Lộc ơi. Cháy khét rồi.
thủy tải cái đó không tắt. Quên trong nước nó nóng máy quá, nó muốn lấp bề. Tại sao? Cái ga nhỏ nè. Con ga nhỏ thì lọc qua nó giờ thử tải như được rồi. Thử ra mình ra. Giờ mình cho lọc quay lại cho bạn xem nữa bạn. Nè nào quay quay đi. Lọc đi quay đi quay đi. Không có nó nhẹ tay không chị Ngọc. Rồi nó dặn. Đây ga ti cho nó chậm thử đi. Quay một lần nữa nha. Bây giờ lọc sẽ chuyển qua ga ti. Giờ anh quay nổ thì một cái nữa mà chạy ga ti nha bạn. Nóng quá nó lấp bê á. Lấp bê rồi. Nóng muốn lấp bê. Nóng quá nó muốn lùi. Nóng quá. Nổi rồi. Thôi cho nghỉ mệt đi, nay 7 mấy tuổi rồi. Tới giờ thôi lập anh. Hành ta cỡ đó chuyện gì nổi nữa. Rồi nó chết luôn. Chết luôn. Ông chết luôn. Ô chết luôn. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Muốn lớp bê Lộc rồi. Nóng anh muốn lớp bê Lộc rồi. Anh nóng máy không chị Ngược? Lớp bê nóng quá lớp bê. Chạy ngược vòng các bạn. Lớp bê nóng quá nãy giờ đâu có đổ nước đâu gì đâu.